Hi guys, welcome back. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của thầy An. Today we are going to study lesson 5, listening, unit 10, ecotourism. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 5, phần listening, unit 10, chủ đề du lịch sinh thái của sách tiếng Anh lớp 10, Global Success. Okay, here we have some new words. Host là gì? Chủ nhà, người dẫn chương trình. With là gì? Giờ, right? Floating market, chợ nổi. Mekong Delta, đồng bằng sông Cửu Long. Weaving workshop, xưởng dệt. Alright? An eco-tour in the Mekong Delta. 1. Work in pairs. Look at the photos from an eco-tour in the Mekong Delta. What do you think ecotourists can do there? Như vậy đây là một cái chuyến du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta sẽ đi vào hoạt động đầu tiên. Trong phần hoạt động này chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Chúng ta sẽ nhìn vào các bức tranh từ một cái chuyến đi du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long và bạn nghĩ là du khách có thể làm gì ở đó? Ok, nhìn vào các bức tranh này chúng ta xem thử là du khách có thể làm gì ở đây. Eat delicious food, có thể ăn bữa ăn ngon, right? Visit We Village, tham quan làng dệt, right? And visit floating market, tham quan chợ nổi, ok? Now here you have picture letter A, have a traditional meal or have a traditional food with a host family or at a local restaurant. Ở bức tranh A, ở đây chúng ta thấy là du khách có thể tận hưởng một cái bữa ăn ngon hay là một cái món ăn ngon truyền thống, ok, với một gia đình ở địa phương hay là một cái nhà hàng địa phương, right? Ở trong bức tranh B thì sao? Picture letter B, visit a weaving village, buying traditional arts and crafts, right? Trong bức tranh B thì du khách có thể làm gì? Có thể thăm ngôi làng dệt, có thể mua những cái đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống, right? Picture letter C, visit a floating market, buying fruit there. Ở trong bức tranh C thì du khách có thể làm gì? Có thể thăm chợ nổi, có thể mua trái cây ở đó. Okay? Listen to a tour guide introducing the tour. Number the pictures in one in the order you hear them. Trong phần hoạt động số 2, chúng ta sẽ nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cái chương trình tour. Chúng ta sẽ đánh số vào các bức tranh ở trong phòng 1 theo thứ tự mà bạn nghe được. Ok, now listen. Track 76. Unit 10. Ecotourism. Page 115. Listening. An eco-tour in the Mekong Delta. Activity 2. Listen to a tour guide introducing the tour. Number the pictures in one in the order you hear them. Good morning and welcome everyone. I'm Huang, your guide today. I promise you are going to enjoy this eco-friendly tour in the Mekong Delta. On the first day of our tour, we will start by visiting the famous Cai Bair Floating Market to experience the daily life of the people on the river. Our next stop will be a weaving workshop in a Cham River village, where you'll discover the amazing weaving skills of the local people. In the afternoon, join us on a trip to visit the local arts and crafts market. Here you can buy lovely souvenirs made by local people. After a long day, you can enjoy a delicious evening meal full of traditional foods prepared by your host family and learn more about local culture. I would also like to remind you that this is an eco-tour and we try to reduce our impact on the environment. So, when you are on a boat, please avoid throwing anything into the river. Please put all your rubbish in the paper bags here. Thank you for joining our eco-tour and helping protect the local environment. Now, please sit back and enjoy the view of the Mekong Delta.
Alright, everyone. So in the order you hear will be the first one, floating market. The second one, weaving village, right? And the third one, food. Okay, now let's see the audio clip. Listen again and check the answer with me, okay? Track 76, Unit 10, Ecotourism, page 115, Listening. An eco-tour in the Mekong Delta. Activity 2. Listen to a tour guide introducing the tour. Number the pictures in one in the order you hear them. Good morning and welcome everyone. I'm Huang, your guide today. I promise you are going to enjoy this eco-friendly tour in the Mekong Delta. On the first day of our tour, we will start by visiting the famous Kai Bear Floating Market to experience the daily life of the people on the river. Our next stop will be a weaving workshop in a Cham River village, where you'll discover the amazing weaving skills of the local people. In the afternoon, join us on a trip to visit the local arts and crafts market. Here you can buy lovely souvenirs made by local people. After a long day, you can enjoy a delicious evening meal full of traditional foods prepared by your host family and learn more about local culture. I would also like to remind you that this is an eco-tour and we try to reduce our impact on the environment. So, when you are on a boat, please avoid throwing anything into the river. Please put all your rubbish in the paper bags here. Thank you for joining our eco-tour and helping protect the local environment. Now, please sit back and enjoy the view of the Mekong Delta. Okay, so the first one, floating markets. The second one, weaving workshop. And the third one, enjoy a delicious evening meal. Alright, enjoy a delicious evening meal. Okay? Như vậy theo thứ tự chúng ta nghe được đó là gì? Tour du lịch này sẽ ghé thăm chợ nổi Cái Bè trước. Tiếp theo là xưởng dệt. Tiếp theo sẽ là tận hưởng một cái bữa ăn tối ngon. Alright, now let's translate a little bit together. Good morning and welcome everyone. Chào buổi sáng và chào mừng tất cả mọi người. I'm Hoàng, your guide today. I promise you are going to enjoy this eco-friendly tour in the Mekong Delta. Tôi là Hoàng và là hướng dẫn viên du lịch của các bạn ngày hôm nay. Tôi đảm bảo các bạn sẽ tận hưởng chuyến đi du lịch thân thiện với môi trường này ở đồng bằng sông Cửu Long. On the first day of our tour, we will start by visiting the famous Cái Bè Floating Market to experience the daily life of the people on the river. Vào cái ngày đầu tiên của chương trình tour, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc là tham quan chợ nổi Cái Bè nổi tiếng để trải nghiệm đời sống hàng ngày của người dân trên sông. Our next stop will be a weaving workshop in a Cham River village where you will discover the amazing weaving skill of the local people. Và điểm dừng tiếp theo sẽ là xưởng dệt ở làng sông Cham, nơi mà bạn sẽ khám phá những cái kỹ năng dệt tuyệt vời của người dân địa phương. In the afternoon, join us on a trip to visit the local arts and crafts market. Here you can buy lovely souvenirs made by local people. Vào buổi chiều thì chúng ta sẽ có một chuyến du lịch thăm một cái chợ đồ thủ công mỹ nghệ địa phương, nơi mà bạn có thể mua những cái món quà lưu niệm dễ thương được làm bởi người dân địa phương, right? After a long day, you can enjoy a delicious evening meal full of traditional foods prepared by your host family and learn more about local culture. Và sau một ngày dài thì bạn có thể tận hưởng cái bữa ăn tối ngon, đầy đủ những món ăn truyền thống được chuẩn bị bởi chủ nhà
và tìm hiểu về văn hóa địa phương. I would also like to remind you that this is an eco tour and we try to reduce our impact on the environment. So when you are on a boat, please avoid throwing anything into the river. Please put all your rubbish in the paper bag here. Chúng tôi cũng rất là muốn nhắc nhở các bạn rằng là đây là một chuyến du lịch sinh thái và chúng ta đang cố gắng, giảm thiểu cái ảnh hưởng của chúng ta đến môi trường. Vì thế, khi các bạn ở trên thuyền thì vui lòng tránh vứt bất cứ, thứ gì xuống sông, right? Vui lòng để tất cả rác vào trong túi giấy ở đây. Thank you for joining our eco tour and helping protect the local environment. Now, please sit back and enjoy the view of the Mekong Delta. Okay. Cảm ơn vì đã tham gia chuyến du lịch sinh thái của chúng tôi và đóng góp vào việc bảo vệ môi trường địa phương. Bây giờ thì hãy ngồi vào chỗ và hãy tận hưởng quang cảnh của đồng bằng sông Cửu Long. Alright, như vậy theo thứ tự những cái địa điểm mà chúng ta nghe được đó là gì? Đầu tiên sẽ là Floating Market. The second one, thứ hai là gì? Weaving Workshop, là xưởng dệt. And the third one, thứ ba là gì? Enjoy a delicious evening meal, tận hưởng cái bữa tối, bữa ăn tối ngon. Alright. Okay, good job everyone. 3. Listen again. Fill in each gap in the brochure below with one word. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào hoạt động số 3. Trong hoạt động này, chúng ta sẽ nghe là một lần nữa điền vào chỗ trống trong cái tờ brochure với một từ. Ok, chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với một từ. Ok. Alright, Sunshine Travel, đây là một cái công ty du lịch ánh dương. Sunshine Mekong Delta Eco Tour, đây là một cái tour du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long. Ok, tour du lịch một ngày. Now, listen again and fill in the blank. Track 77, Unit 10, Eco Tourism, page 115, listening. An eco tour in the Mekong Delta. Activity 3. Listen again. Fill in each gap in the brochure below with one word. Good morning and welcome everyone. I'm Huang, your guide today. I promise you are going to enjoy this eco-friendly tour in the Mekong Delta. On the first day of our tour, we will start by visiting the famous Khai Bear Floating Market to experience the daily life of the people on the river. Our next stop will be a weaving workshop in a Cham River village, where you'll discover the amazing weaving skills of the local people. In the afternoon, join us on a trip to visit the local arts and crafts market. Here you can buy lovely souvenirs made by local people. After a long day, you can enjoy a delicious evening meal full of traditional foods prepared by your host family and learn more about local culture. I would also like to remind you that this is an eco tour and we try to reduce our impact on the environment. So, when you are on a boat, please avoid throwing anything into the river. Please put all your rubbish in the paper bags here. Thank you for joining our eco tour and helping protect the local environment. Now, please sit back and enjoy the view of the Mekong Delta. Ok, đây là một cái chương trình tour của công ty Sunshine, công ty ánh dương. Một cái chương trình tour một ngày đi. Một cái chương trình tour sinh thái, du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long trong một ngày. Alright, join our eco-friendly tour to explore the Mekong Delta, right? Đầu tiên đó là gì? Giới thiệu
là chúng ta sẽ tham gia vào một cái chương trình tour thân thiện với môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long, right? The first one, guided floating markets, experience the daily life of the people on the river. Cái điểm đến đầu tiên đó là chợ nổi Cái Bè, sẽ trải nghiệm đời sống hàng ngày của người dân trên sông. The second one, Cham River Village. Visit a weaving workshop and learn about local people weaving skill. Tiếp theo là làng sông Cham. Ở đây chúng ta sẽ thăm xưởng dệt, tìm hiểu về kỹ năng dệt của người dân địa phương, right? Local people, right? Our next stop will be a weaving workshop in a Cham River village, where you discover the amazing weaving skill of the local people. Điểm đến tiếp theo của chúng ta sẽ là xưởng dệt ở làng sông Cham, nơi mà bạn sẽ khám phá kỹ năng dệt tuyệt vời của người dân địa phương, right? And the next one, arts and craft market, by locally made souvenirs. Chợ tiếp theo nữa là gì? Chợ đồ thủ công mỹ nghệ. Ở đây thì chúng ta sẽ mua những món quà lưu niệm được làm bởi người dân địa phương, right? So see, here you can buy lovely souvenir made by local people. Ở cái chợ này thì chúng ta có thể mua những món quà lưu niệm dễ thương được làm bởi người dân địa phương, souvenir, right? Evening meal, enjoy traditional foods cooked by the host family. Một cái bữa ăn tối. Bữa ăn tối thì chúng ta sẽ tận hưởng những cái món ăn truyền thống được nấu bởi chủ nhà, right? After a long day, you can enjoy a delicious evening meal full of traditional foods prepared by your host family and learn more about local culture. Okay, sau một cái ngày dài thì bạn sẽ tận hưởng một cái bữa tối ngon. Sau một cái ngày dài, bạn có thể tận hưởng một cái bữa ăn tối ngon, đầy đủ những món ăn truyền thống được chuẩn bị với chủ nhà và tìm hiểu về văn hóa địa phương. Alright, great job everyone. So now let's move. 4. Work in pairs. Discuss the questions. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào hoạt động số 4. Trong phần hoạt động này, chúng ta sẽ làm việc theo cặp và cùng nhau thảo luận câu hỏi sau. Which part of the tour do you like most and why? Như vậy là gì? Trong cái chuyến đi du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long, thì cái phần nào bạn thích nhất trong chuyến đi và nêu lý do tại sao? Ok, now here for your reference. Ví dụ như là gì? In the Mekong Delta Eco Tour, I like to visit the famous Cái Bè floating market most because I want to experience the daily life of the people on the river. Okay? Trong cái chuyến đi du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long, tôi thích tham quan cái chợ nổi Cái Bè nổi tiếng nhất bởi vì là tôi muốn trải nghiệm cái cuộc sống hàng ngày của người dân trên sông. Okay? Or you can say, hay là gì? In the Mekong Delta Eco Tour, I like to enjoy a delicious evening meal with lots of traditional food most because the food there is very delicious and cheap. Okay? Hay là trong cái chuyến du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long, tôi thích thưởng thức bữa ăn tối ngon với nhiều món ăn truyền thống nhất bởi vì là thức ăn ở đó thì rất là ngon và rẻ. Okay, good job everyone. So it's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần 5 phần listening, unit 10 chủ đề du lịch sinh thái của sách tiếng Anh lớp 10 Global Success. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Goodbye and see ya.